Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Bên trong xe điện VinFast Rara có gì? Mới đây, một cái chiếc xe điện Rara của hãng xe VinFast đã được người dùng sử có cục mổ xẻ để xem bên trong xe có những gì. Và sau khi tháo hết toàn bộ phần dàn áo ra, kết quả về chất lượng chiếc xe đã khiến người xem rất ấn tượng. Ở công đoạn đầu tiên, chủ nhân thực hiện cái việc tháo cái phần ngoài chiếc xe, cụ thể là dàn áo mang cái gam màu đỏ. Đánh giá sơ qua thì nhận xét đã làm hài lòng người tiêu dùng về cái nước sơn bóng mịn, kể cả những chi tiết ẩn bên trong. Tiếp đến là khung sườn cũng được sơn màu đen bóng, mang cái sự cứng cáp. Chủ xe chia sẻ rằng những mối hàng gia công rất tốt và gọn gàng. Bên cạnh đó là những đường điện cũng được chào chút tỉ mỉ, đặc biệt là ở những khúc nối hay những vị trí quan trọng thì rất tinh tế, dễ dàng tháo lắp và sửa chữa. Vị trí đặt pin được nhãn sức tính toán cũng rất hay, nằm ở vị trí cao để tránh tình trạng nước vào. Chi tiết mẫu hàng cực kỳ dày và tinh tế, mang cái sự cứng cáp chắc chắn cho người xem. Chi tiết phần đuôi, khung xe được sơn đen bóng cho cái độ thẩm mỹ cực cao. Một vật rất quan trọng trên chiếc xe đó là pin. Ta có thấy kích thước là khá to, cân nặng khoảng là 11 kg. Đường dây điện của hệ thống phanh được đi dưới sàn xe là cực kỳ gọn gàng, đã tối ưu hóa cái việc chống nước. Vị trí để chân ghế mẫu hàng cũng khá là chắc chắn và tinh tế. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, share, subscribe.